Hello everyone, ok, play games. Let's go. Mình bắt đầu với lại Zublock nhé. Ok, vào game nè. Hôm nay mình sẽ trốn ra khỏi nơi này. Nhà tù liên bang. Ok. Ấn nút này. Cà lê nhé. Tiếp tục màn 2. Ông này đuổi mình rát quá. Tí ngã. Đứng đây để phá à? Đây là nhà vệ sinh. À, đào xuống tận đây rồi. Tí ngã. Giờ xuống đây là 9 người luôn. Ok. Ok. Nhảy ngang nha. Tiếp tục chào đây này mọi người ạ. Tránh ra. Ok, lại lên đây à. Mình sẽ chui lên tầng. Đây là màn này khó này, màn này mình hơi xịt nhiều. Lần này một lần mình đã qua luôn à. Quá siêu. Phòng lưu trữ rồi. Mình sẽ lấy thang để trèo theo lối thông gió đi nha. Trung tâm điện thoại. Tiếp tục này.
nhà tù liên bang này, vượt ngục sắp thành công mọi người ạ. Nice. Khu này nhảy khó nhất này. Đó, à, thấy không? Bây giờ mình phải căn cực kỳ chuẩn nha. Tí ngã. Lại tiếp tục. Hình như là mình phải sửa nhảy xuống đây đóng van nữa sao ấy. Đúng ta. Ô. Ok. Rồi. Ok rồi mọi người ạ. Hơi rối một chút. Ơi. Sắp thoát ra khỏi nơi này rồi mọi người ạ. Còn gì làm khó mình nữa không? Ấy chưa, siêu, quá siêu luôn. Bắt đầu đi theo lối này à. Ây. Oh.
Skazi nhá. Qua game này. Chơi một màn mất 10 phút, hơi lâu mọi người. Đây đi. Steamy steam, can't wait to be clean. Go. Ở đâu ấy? I will make sure you never bother me again. Stay out of my house, you little brat. Chạy thôi. Hay chưa được. Được rồi mọi người ạ. Đây này, cái này này. Ha ha ha. Wait a minute. Why does my hair feel so stiff? Sao lại đẹp thế à? Mình tiếp tục chơi chơi một màn nữa đi. Cắt ghế nha. Ok. Sẽ lấy cưa này. Đợi bà ấy vào nhà nha. À, bà nhà rồi. Ok. Chú lên đây đắp nha.
brat. Luba. Đây mọi người xem đây nè. Oh, my head. Ok, mình sẽ qua game này nè. Qua game tiếp theo nhá. Một tựa game rất là tuyệt vời luôn. Đua xe đó. Tí bốc đầu. Hôm nay xem mình có thể phá được kỷ lục ngày xưa của mình không? 400-500 mét rồi. Wow. 600 mét. Lên dốc cao phết này. Ua, không được rồi. Nhà mình đã đạt thành tích là 1000 mét. Ok, qua game tiếp theo nha. Mặt 7 nha. Cố gắng làm sao. Mình sẽ đi xa nhất ở trong đây. Đuổi theo. Fucker. What the hell. Không đi theo lối đấy nữa. Ai. Nhầm rồi. Lại đi. Ooh.
Con này bắt mình hơi nhiều nha. Xa nhất là ngoài trời đang mưa đấy. Hai mươi rồi mọi người. What the hell? Ờ, lắc chanh nha. Khó nhỉ. Ui. Khó. Tôm phèn đi. Mình chơi đến level bao nhiêu ấy? 8 này. Wow. Ăn à? Ok. Quét nhà đi. Làm sao họ buồn đi vậy sư? Làm sao à? Bụi cây nè. Mình sẽ chơi bóng rổ cùng em mèo nha. Chăm sóc hết mèo đó, xong mình sẽ chơi bóng rổ cùng. Vừa gió vừa nhỏ cơ à. Trượt hoài. Ok. Tạm được vậy. Chơi ghép hình nghe. Ui.
sẽ qua tựa game tiếp theo là bắn rôm này. Đưa xe trước đi. Thôi, video của mình đến đây là kết thúc nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người video sau.